Dạ vâng, em Tĩnh Linh, âm thanh gia đình, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em lại giới thiệu đến các bác hai mẫu âm ly đều sản xuất từ Indonesia, hàng xuất châu Âu các bác nhé. Vâng, một mẫu có model là Pioneer VSX409ZRS, và một con có model là Technic SA-GX180. Dòng này đều xuất châu Âu các bác nhé, chạy điện 220 và 230V ạ. Rất thuận tiện cho các bác sử dụng nguồn điện. Vâng, hai dòng này thì gần như còn mới kính con luôn các bác nhé. Đây, em đã tháo cái vỏ ra cho các bác cùng xem và ngắm ạ. Đặc biệt hai em này thì có giá thành rất là hợp lý ạ. Con Pioneer VRX409ZRS này em bán với giá là 1.800.000 bao ship, bao zin cho các bác nhé. Vâng, dòng này là tất cả mặt quắc chạy số hết nhá, và có điều khiển zin đây các bác nhé. Đây, điều khiển zin nhá, điều khiển Pioneer hàng zin xịn luôn. Các bác có thể chỉnh to nhỏ và chuyển kênh trên điều khiển này được hết nhá, và chỉnh bát chép ở mặt này. Đây có nút bát và chép nhá, bát chép. Và dòng này chạy điện 230V, rất thuận tiện cho bác sử dụng nguồn điện ạ. Vâng, con này có tích hợp cả đài FM nhá, con Pioneer này có tích hợp cả đài FM. Và tiếp theo là em soi vào máy đây. Soi máy em đã tháo ra cho các bác cùng ngắm nhá. Đây, máy của nó còn cực đẹp luôn. Máy của nó còn cực đẹp các bác nhá, mới keng luôn và có bộ nguồn rất là to. Con này chạy hai con IC STK to đùng luôn, công suất cho ra là 80W trên một kênh nếu như các bác ghép vào loa 8 ohm, còn nếu các bác ghép vào loa 4 ohm, công suất cho ra hơn 100W trên một kênh nhá. Đấy, con này sản xuất tại Malaysia, Indonesia, hàng còn mới keng luôn, giá 1.800.000 bao ship bao zin cho các bác luôn, và máy chưa sửa chữa, máy hiện giờ đang chạy nguyên bản, em thử full hết chức năng nhé, FM chạy ngon lành luôn. Và con này nó chạy hai con IC STK đây các bác, hai con STK nhá, hai con STK to đùng luôn. Dòng chạy IC thì tiếng nó ra rất sạch sẽ, các bác có thể chơi vào những đôi loa bass 25, 30 chơi rất tốt. Và đây em đang test thử vào đôi bass 40 đây, các bác thử nghe nhá. Tiếng đánh rất chắc nha. Tìm đông mưa ngâu khi lòng người thay đôi mau, đành cho niềm đau bao kỷ niệm. Tiếng đánh rất chắc nhé. Con này thì có chiều rộng khoảng độ con này 40cm nhé, chiều rộng 40cm, chiều cao nó rơi tầm 16 đến 17, và chiều sâu thì nó cũng rơi tầm gần 40 các bác nhé. Đấy, con này thì nó không quá nặng đâu, nó chỉ tầm dưới 10 cân. Dưới 10 cân các bác nhé. Em ước lượng thế, em cũng không cân ạ. Vâng, con Pioneer VSX409ZRS này thì nó sử dụng bộ mặt màu đen, mặt nhôm phay màu đen nhé. Còn đẹp keng luôn cả nắp, nắp lưng đẹp keng luôn. Em đã tháo hết ra rồi, và đít đáy của nó khỏi phải nghĩ luôn, rất là đẹp luôn. Con này kênh phông của nó các bác chạy đến chạy vào loa bass 30 chạy thoải mái luôn ạ. Và tiếp theo đến con Technic đây. Con Technic này cũng hàng xuất châu Âu các bác nhé. Có model là SA-GX180. Con này cũng mới keng, đều chạy bằng phím số hết nhé. Con này cũng điều khiển zin các bác nhé, điều khiển xịn. Các bác có thể chuyển to nhỏ, chuyển kênh trên này được hết ạ. Có tích hợp cả đài FM, khiển mới keng luôn. Con này hàng xuất sang thị trường Đức nhé. Chất âm của nó và tiêu chuẩn của nó cực cao luôn. Đấy ạ, nó có riêng con Technic thì nó hai cái chiếc áp bát chép lại chỉnh cơ khí và chiếc áp ba lăng chỉnh bằng cơ nhá, chỉnh núm xoay. Đấy, volume chỉnh volume của con Technic này đều chỉnh được trên điều khiển nhá. Mặt cũng màu đen và cũng có size là tầm 40, con Technic lại có size tầm 42 các bác nhá. Đấy, và nó chiều sâu nó ngắn hơn một chút thôi, nó khoảng 30cm chiều sâu. Nó cũng cân nặng dưới 10 cân. Đấy, con này thì cũng máy mới keng luôn, nguồn rất to các bác nhá, nguồn to đùng luôn. Con này sản xuất với tiêu chuẩn của Đức, xuất sang thị trường Đức, chạy điện 230V. Con này thì em bán cho các bác với giá là 1.500.000 đồng, mới kính con luôn, mới keng các bác nhá. Đấy, có điều khiển zin, hai con đều điều khiển zin các bác nhá. Vâng, phục vụ cho bác nào có nhu cầu có kinh phí nó đầu tư kinh phí nó vừa phải mà nghe nhạc rất hay, con này nghe thì tuyệt vời rồi.
Dòng chạy IC thì tiếng nó rất là sạch sẽ các bác nhá. Cũng không cứ ví dụ như có những cái bộ dàn vài chục triệu nó vẫn chạy IC STK các bác nhá. Dòng STK nó cũng chạy rất là bền và cho ra tiếng rất là sạch sẽ, tiếng trong trẻo rất là sạch sẽ các bác nhá. Và giá thành thì hai em này cực kỳ hợp lý. Đây, con Technic em quay các bác xem đằng sau này. Đều chạy điện 230V nhé. Cắm jack như jack đài. Đây. Các bác nhìn đây. Cái hậu sau nó mới keng. Nó có hai đường loa ra A và B. Đấy, AB và A cộng B. Đấy. Đây model nó này. Đấy, Technic. Site G-Server. Made in Singapore. Con này công suất tiêu thụ điện là 170W và công suất nó cho ra là công suất cho ra loa là khi các bác chạy 8 ohm nó được tầm 50W trên một kênh và chạy 4 ohm nó được khoảng 75W trên một kênh các bác nhá. Tần số điện là 50-60Hz, chạy điện áp là 230V. Hàng mới keng, giá 1.500.000 đồng cho các bác, giá cực tốt luôn. Con này size 42 các bác nhá. Đấy. Size 42 và máy mới keng luôn. Sử dụng một mặt hai con đều mặt đen và điều khiển zin các bác nhá. Các bác có thể chơi vào dòng loa bass 30 rất là tốt. Bass 30 25 rất tốt và nghe nhạc cực kỳ hay luôn, trong trẻo, giá thành hợp lý. Vậy bác nào có nhu cầu sở hữu hai em âm ly này thì cứ alo trực tiếp cho em Tĩnh Linh Âm Thanh Gia Đình qua hai số điện thoại trên tấm biển này ạ. Hoặc các bác ở xa kết bạn Zalo, em gửi chi tiết cho các bác cùng tham khảo. Các bác ở gần qua cửa hàng em tại địa chỉ chợ Bãi Vân Phúc Phú Thọ Hà Nội để giao lưu trực tiếp với những món đồ âm thanh ở bên cửa hàng em đang có ạ. Và các bác đừng quên cho em xin một like và hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên em lên hàng ngày giới thiệu đến các bác những món đồ âm thanh gia đình ạ. Vâng, có lẽ video này thì em cũng xin tạm dừng tới đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt các bác.